Arnold Schwarzenegger được nhắc đến như một ngôi sao điện ảnh, một quái vật hình và một chính trị gia. Ông thành công trên cả mọi lĩnh vực mình tham gia. Trong đồ hôm nay, hãy cùng mình theo dõi cuộc đời thành công của Arnold Schwarzenegger nhé. Vượt lên chính mình theo gương kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger. Động lực là một điều quan trọng trong cuộc sống. Có động lực chúng ta mới làm được hầu hết những việc lớn nhỏ từ trước đến nay chúng ta nghĩ không bao giờ làm được. Hôm nay chúng ta tìm nguồn động lực từ một người đàn ông có thể nói đánh dấu nên một bước ngoặt thành khắp thế giới. Người đàn ông này tạo nên kỳ tích với 7 lần vô địch Miss Olympia, cho tới nay vẫn chưa có một người nào có thể phá vỡ kỷ lục này. Đặc biệt, người đàn ông này đạt chức vô địch này ở rất trẻ, khi mới 20 tuổi, và sau này trở thành một tượng đài thành thế giới. Ông cũng từng đóng vai trò chính trị và tham gia các bộ phim điện ảnh nổi tiếng ở Hollywood với series phim đình đám Kẻ Hủy Diệt. Người đàn ông chúng ta nói đến hôm nay chính là Arnold Schwarzenegger. Để đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc đó, trước đây khi cả gia đình và dòng họ ông chưa bao giờ sẽ nghĩ tới. Xuất thân trong gia đình người đàn ông này cũng không phải một gia đình quyền thế hay có tài năng lớn. Hôm nay Dinh và Võ Thuật mời bạn tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của con người vĩ đại Arnold Schwarzenegger này nhé. Câu chuyện cuộc đời của kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger là một trong những người mà nhiều người chúng ta lớn lên nhìn thấy trên màn hình. Chúng tôi xem anh ấy hóa thành thành Conan. Chúng tôi đã cười khi anh ấy đi loanh quanh với Daniel Victor. Và chúng tôi không bao giờ quên cách anh ấy đóng vào vai sát thủ Cyborg trong Terminator. Các thế hệ lớn tuổi sẽ nhớ ngay tập thể hình ấn tượng của anh ấy, trong khi những người trẻ tuổi có thể nhận ra anh ấy là cựu thống đốc bang California. Cựu vận động viên thể hình người Mỹ gốc Áo trải qua nhiều vai trò trong cuộc sống của mình, cả trên màn hình và thực tế. Anh khởi nghiệp là một người nhập cư, không có suy nghĩ muốn tìm kiếm giấc mơ của người Mỹ, nhưng cuối cùng đã trở thành diễn viên, tác giả, chính trị gia và doanh nhân thành đạt. Nhưng bạn thực sự biết gì về cuộc sống người đàn ông đằng sau hậu trường? Như Arnold nói, nếu cuộc đời tôi là một bộ phim, sẽ không ai tin điều đó. Lớn lên với một phát xít. Arnold Arius Schwarzenegger sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947 trong một gia đình công giáo La Mã, kiến thức tha, nước Áo. Anh lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, sống khá nghèo nàn trong một ngôi nhà cũ không có ống nước, tủ lạnh hay điện thoại. Mẹ anh sẽ đi từ nông trại này sang nông trại khác, tìm kiếm bơ, đường và ngũ cốc. Cha của ông là một cựu phát xít, một người nghiện rượu lạm dụng, người cha này ủng hộ con trai cả của ông hơn. Anh ta có biệt danh là Arnold Krikala vì người anh nhỏ hơn và yếu hơn. Arnold thường bị đánh bởi thắt lưng và máng mỏ và không đủ mạnh hay thông minh. Cả Arnold và anh trai đều bị thói quen hàng ngày bắt buộc. Họ thức dậy lúc 6 giờ sáng và làm việc vặt và kiếm bữa sáng. Sau tất cả công việc và bài tập về nhà đã thực hiện xong, cha của họ đưa họ ra ngoài để tập luyện bóng đá, ngay cả khi đang có một cơn bão ngoài trời. Khi Arnold 10 tuổi, anh bắt đầu mơ về tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn ở vùng đất cơ hội. Anh xem các bản tin về nước Mỹ và thấy những người hạnh phúc và thành công ở đó như thế nào. Anh trở thành một lái xe. Ở trường, anh ấy nói với những người khác học hành về bài bão của mình, tôi sẽ đi Mỹ. Ông chọn nghề nghiệp không tưởng. Cha của Arnold muốn ông trở thành một cầu thủ bóng đá vì cậu bé được đào tạo tại câu lạc bộ địa phương, nhưng Arnold đã có ý tưởng riêng của mình. Anh ấy thần tượng một vận động viên thể hình thành công tên là Rex Park, người đã giành đài Mr. Universe, đóng vai chính trong các bộ phim và tạo ra một đế chế kinh doanh ở Mỹ. Arnold muốn điều đó cho chính mình. Năm 13 tuổi, huấn luyện viên bóng đá của Arnold đưa đội bóng đến phòng tập thể dục địa phương. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào thiết bị cử tạ và nhặt thanh tạ đầu tiên của mình lên. Lúc này trong tâm trí của anh đã tưởng tượng ra một giấc mơ. Nếu Rex Park có thể đến Mỹ bằng cách tập thể dục thì anh cũng có thể. Bây giờ anh có một kế hoạch tự do, thế anh giành chiến thắng Mr. Olympia sang Mỹ làm phim, sau đó đầu tư vào kinh doanh, đơn giản vậy thôi. Trước sự thất vọng của cha mình, Arnold lao đầu vào tập thể hình thay vì bóng đá. Anh dán những bức ảnh của những người đàn ông mạnh mẽ khắp các bức tường, khiến mẹ anh phải đưa anh đi bác sĩ vì sợ anh là người đồng tính. Nhưng sự tập trung của Arnold là không thể phá vỡ. Anh đã tập luyện một cách ám ảnh, thậm chí đột nhập vào sân vận động kín vào chủ nhật để tập luyện trong cái lạnh cóng. Mỗi lần cảm giác đau đớn, mỗi lần vết chai tay không khác gì với bước tiến của mục tiêu của anh. Giành chiến thắng các cuộc thi đầu tiên của mình. Năm 18 tuổi, Arnold Schwarzenegger nhập ngũ và quân đội Áo hoàn thành năm phục vụ bắt buộc. Anh ấy không bao giờ ngừng tập luyện hướng tới ước mơ của mình và thậm chí bỏ việc qua đào tạo quân đội để tham gia cuộc thi Junior Mr. Odeo. Anh ta đã thắng cuộc thi, nhanh chóng bị đưa vào nhà tù quân đội. Điều đó không quan trọng với Arnold, anh ta đã chiến thắng và thèm khát nhiều hơn. Arnold đứng thứ hai trong các cuộc thi thể hình khác và sau đó được bầu chọn là người đàn ông được xây dựng cơ bắp tốt nhất châu Âu. Điều này đẩy anh trở thành tâm điểm chú ý. Trái tim của anh được đặt vào chiến thắng Mr. Olympia khi anh xem cơ hội là tấm vé đến Mỹ. Vì vậy, ngay sau khi nghĩa vụ quân sự kết thúc, Arnold lúc này đã 19 tuổi, đã lên máy bay đầu tiên tham dự cuộc thi Miss Olympia ở London. Anh ta đã không giành chiến thắng, nhưng một trong những giám khảo đã rất ấn tượng với vóc dáng của Arnold mà đề nghị anh ta làm huấn luyện cho Arnold. Arnold đã khá buồn, anh ở trong một ngôi nhà của người huấn luyện bên cạnh phòng tập thể dục. Anh ấy đã luyện tập không mệt mỏi trong suốt một năm để dẫn đến cuộc thi Miss Olympia tiếp theo. Năm 20 tuổi, anh trở thành người trẻ nhất giành được danh hiệu danh tiếng này. Arnold Schwarzenegger nói, thất bại là một kinh nghiệm cần thiết cho sự phát triển trong cuộc sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta không bao giờ kiểm tra giới hạn của mình, làm sao biết được chúng ta thực sự mạnh đến mức nào, làm sao để chúng ta phát triển. Chinh phục ngành điện ảnh.
Chỉ mới 21 tuổi, Arnold Schwarzenegger đã tạo được tên tuổi trong làng thế hình. Vì vậy, bước tiếp theo của anh là làm phim ở Mỹ. Anh ta đóng gói những gì anh ta có và hạ cánh ở nơi anh ta ước mơ khi 10 tuổi. Arnold nhanh chóng trở thành người đàn ông có tham vọng không đáy. Ông đã phát triển bộ não của mình bằng cách học tập. Ông tốt nghiệp Đại học Washington với chuyên ngành thị trường quốc tế thể dục và quản trị kinh doanh. Năm 23 tuổi, anh trở thành người trẻ nhất từng giành Miss Olympia, một kỷ lục anh vẫn giữ đến ngày hôm nay. Ông đã giành chiến thắng các cuộc thi, chuyển các khoản thu nhập của mình vào đầu tư kinh doanh. Trước khi anh 25 tuổi, Arnold Schwarzenegger là một triệu phú tự thân. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của anh không như kế hoạch. Mọi đạo diễn và giám đốc casting đều nói với anh giọng anh quá manh, tên của anh quá dài và cơ thể của anh quá kỳ lạ. May mắn thay, vóc dáng đủ quen nên tạc tượng của anh đã thu hút sự chú ý của Andy Warhol, người sử dụng Arnold làm người mẫu, sau đó giới thiệu anh với tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh. Vài tháng sau, Arnold nhận được vai nhỏ trong Hercules ở New York. Tiếng Anh của anh ấy rất tệ và anh ấy không thể nói lời thoại của mình đủ tốt, vì vậy sản xuất cuối cùng đã phải lồng tiếng cho anh ấy. Nhưng vai diễn đã thắp lên ngọn lửa trong giấc mơ của anh ấy, biến nó thành một ngôi sao điện ảnh. Anh tiếp tục xuất hiện các sản phẩm ngày càng lớn hơn, cuối cùng giành được giải thưởng ngôi sao mới của năm tại Quả Cầu Vàng. Siêu sao và kết hôn với chính trị. Năm 30 tuổi, Arnold giành được vai diễn đột phá trong Conan the Barbarian, bộ phim là một cú hích. Tiếp theo đó sau đó một chuỗi các bộ phim anh hùng bao gồm Total Recall, The Terminator. Arnold Schwarzenegger hiện đang công nhận trên toàn cầu nhờ sức mạnh mãnh liệt, giọng nói trầm, cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. Sự nghiệp diễn xuất anh ấy đang trên đà phát triển và các khoản đầu tư anh ấy đang trở nên nở rộ. Mặc dù đã tham gia chính trị chưa bao giờ là ý định của ông, nhưng năm 1987 ông đã kết hôn với Maria Silver, là cháu gái của John Brandy. Ông ấy trở nên tích cực hơn về mặt chính trị trong giới Cộng hòa. Trong những năm đầu niên thập niên 90, Arnold đã chủ tịch Hội đồng Thể dục Thể thao và Tổng thống cũng như là đại sứ Hội chữ thập đỏ. Cuối năm 2003, Arnold tranh cử Tổng thống bang California và chiến thắng. Có biệt danh là Thống đốc bang Arnold Schwarzenegger, một chính trị gia có ý thức về môi trường, người nổi tiếng đăng ký dư luận đầu tiên Hoa Kỳ giới hạn về khí thải và nhà kính. Thành tích của ông trong văn phòng nhanh chóng bị lu mờ bởi các thế lực truyền thống, có vẻ như ông mà quan tâm đến môi trường mà ít cải thiện tài chính. Cuối cùng, Arnold kết thúc nhiệm kỳ thứ hai với tỷ lệ tán thành thấp và quyết định vai trò chính trị không dành cho người đàn ông này. Quay lại phim và mạo hiểm hơn hiện đại. Thất bại chưa bao giờ ngăn Arnold Schwarzenegger trước đó, vì vậy khi rời văn phòng năm 2011, ông quyết định vực dậy sự nghiệp trong ngành giải trí. Ông tiếp tục đóng vai chính cùng với người bạn Sylvester Stallone và các vai diễn nổi tiếng khác trong các bộ phim hành động khác nhau. Năm nay 70 tuổi, Arnold tiếp tục cuộc sống, kiếm tiền từ ngôi sao điện ảnh, doanh nhân và nhà hoạt động môi trường. Ông vẫn tham gia sâu sắc các thế vận hội đặc biệt và hàng táo hoạt động từ thiện khác. Sau nhiều thập niên đi tập trung của bản thân, một Arnold khôn ngoan đã quyết định để lại điều gì đó cho cuộc đời. Arnold Schwarzenegger có thể là một trong những câu chuyện nghèo đói rách dưới, điển hình để làm giàu câu chuyện và cuộc sống cá nhân người ta khác xa với tư liệu từng ghi lại. Nhưng đối với nhiều người, anh ta là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Từ sống trong ngôi làng nghèo khó đến việc tạo dựng nên tên tuổi Hollywood và nhiều hơn thế nữa, sự nghiệp của anh là một bài học vững chắc về ước mơ lớn và làm việc chăm chỉ. Hãy khát khao thành công, khao khát ghi dấu ấn, khao khát được nhìn thấy và được lắng nghe, có ảnh hưởng. Và khi bạn tiến lên và trở nên thành công, hãy chắc chắn rằng bạn đủ khao khát được giúp đỡ người khác. Arnold Schwarzenegger. Sau đây là những video tập luyện ở tuổi 70 của Arnold Schwarzenegger. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.